오빤 강남 스타일. 꺾꺾꺾꺾 아니야. 강남 스타일. 꺾꺾꺾꺾 아니야. 오, sao không có ai lên tiếng hết vậy? Cốc cốc cốc, có ở nhà không? Vô đi con. Trời ơi, có vụ ông nằm tự nhiên nằm sát lai ra ngoài. Bình Dương thấy ớn luôn. Sao con tới trễ vậy? Ngoài đợi em phát bệnh luôn rồi nè. Thôi thôi, thương nha. Chị cho ăn kẹo nè. Trời đất ơi, nó nói chuyện với bà ngoại, nó nói chuyện với em bé vậy trời. Ê mà kẹo ngon thiệt bé. Mà không thích. Con ơi, bà không thích ăn kẹo đâu. Bà thích ăn thịt à, được không? Hả, bà thích ăn thịt gì? Thịt heo nè, thịt bò nè. Hay bà thích ăn thịt chuột? Bà không thích ăn mấy cái thịt đó. Mấy thịt đó xưa rồi. Bây giờ bà thích ăn thịt con thôi à. Trời ơi, hôm nay có thú vui đặc biệt. Ăn thịt người. Ăn riết cái mỏ nè, dài như cái bô. Nè các bạn thấy không? Móng tay dài nè, xương màu đen nè. Các bạn thấy sôi nổi, giống tin quá à. Kệ tôi. Ý, lông tai nè, lông chân nè, lông lưng nè. Ngoại, con nói ngoại nghe nha. Ừ. Ngoại già rồi. Ừ. Ngoại ăn uống cho sạch sẽ vào. Ừ. Chứ ngoài để vậy nhìn ghê quá à. Mất dao cạo rồi. Ê, mà hôm nay nhìn ngoài giống sói quá à. Điếc tai. Rừng gì mà rậm gần chết, đi nãy giờ mới tới. Hello con. Bác thợ sang, cho cháu mượn cây súng. Vô, tao có súng rồi, tao không có sợ đi đâu, vô súng, đây. Súng hơi hả? Ngươi muốn gì? Ngươi là ai? Hả? Nhìn đi, chim kia. Ê, đại bàng hả? À, cái mông của tôi. Yes. Cảm ơn bác thợ sang nha. Ủa mà tự nhiên bác vô khu rừng sâu này chi vậy? Nguy hiểm lắm. Ờ mà công nhận bác hay thiệt. Bác tình cờ cứu được một người dễ thương và đáng yêu như cháu vậy nè. À, chuyện là thế này nè con. Có một cái bà phù thủy kìa, bà bắt bác đi sâu vô khu rừng này để giết nàng Bạch Tuyết. Nhưng mà hay, bác không nỡ giết nàng chút nào hết đó. Nàng vì nàng là một người con gái hiền lành, xinh đẹp, nên nàng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, à, vui tươi. Nhưng mà bà phù thủy bắt bác đem về một bằng chứng là trái tim của nàng để chắc chắn là nàng chết rồi. Nhưng mà bác không có. Bác cần một trái tim sống hả? Ừ. Có ngay một trái tim sống. Cháu tặng bác nè. Tim nè, đâu ra vậy con? Dạ cháu mua tiệm tạp hóa, rẻ lắm, có 25.000 cái à. Ủa trong rừng có tiệm tạp hóa hả? Phát hiện mới. Rồi, cảm ơn con nha. Đừng ngồi lên cây chổi của ta. Đừng. Con có nghe thấy cái giọng nói hồi nãy không? Dạ có. Đó là dấu hiệu là bà phù thủy tới gần rồi đó. Thôi giờ con chạy đi nha. Nhưng mà trên đường đi á, mà con thấy bà Tuyết tới thì con nhớ nói với nàng là nàng đang gặp nguy hiểm đó. Ngoan. Cái bài con. À, ta định đối là cây chổi của ta chỉ chở được một mình ta thôi. Ngươi đu lên làm cái gì? Làm gãy chỗ thần của ta. Mệt quá đi à. Mau lại đây. Phụ cây chổi cưng và hàng cây chổi cưng của ta lại đây nè. Mau. Phụ đi phụ suốt ngày la à. Bán cái gì à. Nhanh lên. Trời, nô lệ làm như bà chúa vậy hả? Hàng chổi hòn. Ta, nó hàng xong cái chỗ thần rồi đó. Thế ta giỏi chưa? Chưa.
Chuyện gì vậy? Tôi đã nói rồi, cái phép thuật của bà không hàn gắn được cái chổi đâu. Nhưng ngươi là nguyên nhân làm cho cái chổi bị gãy, ta sẽ trừng phạt ngươi. Ở kìa. Ở kìa. Ở kìa. Ở kìa, ai đang núp nó ngoài kia kia kìa. Mau ra đây. À, thân tên hoàng hậu. Ta kêu nhà ngươi đi giết con mạch tiết mà sao nhà ngươi chúng ta bị kết vậy hả? Dạ con xin lỗi hoàng hậu, rừng rậm lắm, con bị lạc. Rậm cái gì mà rậm? Rậm cũng phải chui vô chứ. Dạ con chui vô rồi, con tìm được rồi. Đừng có lý do. Con giết nó rồi. Nói láo. Chính thần gương đã mách bảo cho ta biết rằng Bạch Tuyết vẫn còn sống. Thần thánh ta nói vậy đó. Trả lời tôi sao đây? Dạ con biết là thần thánh nói vậy, nhưng mà còn có chứng. Đưa đây. Gì nói? Dạ tim. Trời ơi, tim. Gì vậy? Dạ tim nàng Bạch Tuyết. À, tim nàng Bạch Tuyết. Trời ơi, nàng Bạch Tuyết đã chết thật rồi. Tốt lắm tên họ săn, ta tin nhà ngươi. Dạ hoàng hậu còn sẽ bảo gì không ạ? Ừ. Hãy mau mau quay về lâu đài của ta, lao nhà cho ta. Khi ta về ta thấy nhà sạch, ta sẽ ban thưởng hậu hỷ cho ngươi. Hoàng hậu tặng quà. Ta sẽ tặng ngươi. Tặng một cái nùi dẻ mới. Cũng phải lau nhà. Đi đi. Nghĩ gì? Gương ơi, gương. Đi gai. Vậy có tin tốt. Vậy Bách Tuyết đã chết thật rồi. Ừ. Nào gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Cái gì? Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn? Bạch Tuyết vẫn còn sống à? Lão thợ săn đã lừa ta. Được, vậy thì chính tay ta sẽ giết chết con Bạch Tuyết. Nào gương thần, hãy nói cho ta biết con Bạch Tuyết hiện giờ đang ở đâu? Chỗ của Bạch Tuyết ở nơi rất là xa. Xa ơi là xa, xa thiệt là xa. Hơn kiểu xa luôn á. Đi 7-8 ngày mới tới rồi. Cái gì? Đi 7-8 ngày đường mới tới à? Đi 7-8 ngày đường mới tới mà chỗ thần đã bị gãy. Mà đi bộ thì ôi, ta không có đi bộ đâu, ta không có đi bộ đâu. Bởi vì ta là hoàng hậu mà. Xác bạc tai vợ. Hoàng hậu gì mà ní na ní nữ. Thôi mà ta cũng không đi bộ đâu, vì ta là thần gương mà. Thôi. Ngươi có thấy gì ở kia xa xa không kìa? À, cổ xe ngựa phải không? Đúng, ta đã biết cách tới nhà con Bạch Tuyết rồi. Cách gì? Cướp xe. Đi thôi. Tinh 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 tàn. Kìa con đường về. Xe đâu đó. I'm bringing, let's go. Nói nghe nè, ai ở trên xe xuống giùm tôi có việc đây đi công chuyện à. Bà ơi, chúng con đang vội lắm, bà cho phép chúng con được đi nha bà. Dội, cái gì mà dội? Dạ bà. Ơi mày. Vậy? Nó đẹp quá. Ủa, sao nó đẹp mày? Thì nó đẹp chứ hỏi sao nó đẹp trời. Thì tao qua tao hỏi nó. Trời, chất quốc dễ sợ. Mày là công chúa hả? Trời đất ơi, thần thánh gì nói chuyện ghê cột vậy? Nói vậy mấy em nhỏ nó cười cho. Chúng ta. Trời ơi, cười thiệt luôn chứ. Nói vậy mấy em nhỏ nó cười cho. Chúng ta là thần thánh, chúng ta phải nói xưng bạn với mình hoặc cậu với tớ. Đặc biệt đối với những người phụ nữ có nhan sắc đẹp đẽ như thế này, chúng ta phải dùng những lời lẽ nho nhã, có văn hóa và lịch sự. Nàng là ai? Nói mau, không ta bắn.
Dạ thưa bà, con là Lọ Lem, con cũng một vị bá tước bình thường. Vì chúng con không còn nhiều thời gian nữa, bà cho phép chúng con được đi nha bà. Ừ, đi đi con. Đi các em. Chào. Chào. Đây, 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 gì vậy, gì vậy, gì vậy? Nó đi rồi kìa bà nội. Đứng lại. Không, ta bắt, đứng lại. Bà cho phép chúng con được đi đi bà, nếu về không kịp giờ thì tai họa sẽ ập đến. Đứng lại. Vẹn cái váy lên. Đưa đây. Trời ơi, thằng gương, thằng gương. Vậy ta kiếm kiểu này hoài không có luôn nè. Trời đẹp quá mày, kim tiến quá trời. Trời ơi, nhìn nè, trời ơi. Người ta nè, có mũi, có gót rất là đẹp. Nè, mà còn thơm nữa, ngửi thử đi. Trời ơi. Nè, ngửi thử đi. Đã nè. Còn giấy nữa đưa đây. Dạ không, con đã làm rơi một chiếc. Chỉ còn chiếc này, nếu bà thích con tặng bà làm kỷ niệm. Trời ơi, vậy mà tặng có chiếc sao đi trời. Ta đi cà trọt kêu bà nội què sao. Trời ơi, nhìn đẹp mà hiểm độc dễ sợ luôn á. Trả nè. Đi. Yes. Đi. Chị biết cưng. Ồ, hai em. Hai em. Thôi chị, mình đi về đi, muộn rồi mà. Hai em. Bà phụ thủy sẽ giết mình đó. Cái gì ạ? Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, tự nhiên nguyên chiếc xe lộng lẫy, trời ơi, đẹp ơi là đẹp, tự nhiên biến thành một quả bí. À, rồi mấy con ngựa, trời ơi, nó đẹp ơi là đẹp, biến thành mấy con chuột. Ê, hình như là tụi mình đang lạc vào khu vườn cổ tích đó. Khu rừng cổ tích? Ừ. Khu rừng cổ tích, rồi. Nếu mà khi mình lạc vào nó mà mình gặp tất cả các cái nhân vật trong câu chuyện cổ tích đó, thì trời ơi, chuyện gì sẽ xảy ra? Không biết nữa, hình như là chắc đang đứng cái tự nhiên có gì. Trời ơi, đừng nói nha, ghê quá. Một mùi thơm ngào ngạt. Ôi thơm quá à. Gì vậy? Bị gì vậy? Gì vậy? Đói bụng hả? Ta đói bụng quá à. Để ta hái thịt cho. Ôi mà nó cao quá à. Ta muốn ăn thịt. Để ta hỏi mấy em có biết không? Mấy em ơi, mấy em có biết cái câu thần chú gì mà bị bà rơi gì không? Chỉ chị đi. Mấy em ơi, chỉ chị đi, chị sẽ hậu tạ cho mấy em đó. Là cái gì vậy mấy em? Thôi, nghĩ ra rồi, nói đi. Trời ơi, làm gì tao không biết vậy hả? Ta lớn rồi bộ, ta có học chuyện cổ tích bộ. Trời ơi, làm giá dễ sợ luôn á. Nè, xem chị đọc nè, mấy con học hỏi chị nè. Thị ơi, thị rơi bị chị. Chị để chị ăn, chứ chị không ngửi. Đúng rồi mày. Sai rồi. Đọc lại đi. Đọc sao? Chị nè. Thị ơi, thị à, thị rơi bị chị để chị ngửi chứ chị không ăn. Nhưng mà tao muốn ăn. Mệt mày quá à, miễn sao nó rơi xuống được rồi, nó nói cho nó rơi thôi, tí nữa nó rơi mày ăn, ngu quá. Đúng rồi. Rồi, 1, 2, 3. Thị ơi, thị rơi bị chị để chị ngửi chứ chị không ăn nhỏ, cưng nhỏ, cưng rớt đi nhỏ. Ê thị rơi ôi thị rơi rồi. Ôi gì vậy? Ôi cái gì? Vỡ trái thị của ta rồi. Nên. Wow, being a cat is so great. Da da da, da di da da.
ơn bà đã giúp con trở lại thành người. Ê mày, nó nói tao bằng bà kìa. Nghĩ sao vậy? Đối với một người xinh đẹp như vậy á, phải kêu bằng thím. Trời đất ơi, trời ơi, tán cho bạc tay à. Lộn lộn, kêu bằng chị chứ không được kêu bằng bà. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Ta còn xinh đẹp như thế này, trẻ trông như thế này, nghĩ sao kêu bằng bà? Trời ơi, ít nhất cũng kêu bằng chị chứ, mà chị là ta kêu nhà ngươi bằng chị đó nha. Trời ơi, sao vậy hả? Hả? Rồi chui ra đây làm gì? Hả? Chui ra từ trái thị hả? Ta vốn muốn lấy trái thị để ăn lót dạo qua đường. Trời ơi, ngươi chui ra làm vạp trái thị của ta. Đền mau. Đền nè. Trái thị này là của con mà bà. Gì? Gì mà của con? Của con cái gì mà của con? Cả bàn dân thiên hạ đều thấy nó không? Ta đọc thần chú xong trái thị rồi xuống. Của ta. Đúng không? Các bạn ơi, thì có phải là của thấy không? Thấy chưa? Vậy? Của con đó. Của ta nha, đừng nói nhiều. Đền mau. Dạ. Đền đi. Đền. Trời ơi, nhõng nhẽo nữa chứ. Trời ơi, nhõng nhẽo nữa chứ. Ê, có thằng nào trốn viện cho bà không? Khóc? Dạ, Bụt ơi, quả thì chính là hóa thân của con. Vậy mà bà chị đó đòi lấy của con. Trời ơi, Tấm ơi. Dạ. Bà đánh con mà quýnh con là đúng rồi. Con nhìn đi, một người phụ nữ vừa già mà vừa xấu mà con gọi là bà chị, con phải gọi là bà thím, con hiểu không? Ê bà thím, sao bà đòi đánh Tấm của tôi hả bà thím? Thím cái đầu ông chứ thím. Trời ơi, phải nhắc lại bao nhiêu lần, người ta vừa trẻ, vừa xinh đẹp như thế này. Làm gì ọe? Trời đất ơi. Thấy chưa? Bật bội à. Nè, Bụt hả? Trời ơi, tao sợ Bụt quá. Trời ơi, Bụt hả? Bụt lại gì? Bụt lại gì vậy mấy em? Trời ơi, ông Tiên hả? Xin lỗi á, cưng. Cưng lại đây chị nói nghe nè. Bụt đối với chị chẳng là cái nghĩa địa gì hết á. Trời ơi, chị không cần biết cưng ở đâu làm giang hồ hay đầu gấu gì á, chị không cần biết. Nhưng đã gặp chị nha, phải dạ thưa chào hỏi. Bởi vì chị chính là... Là... Phù thủy. Đó. Thủy. Vậy muốn làm gì ta hả? Muốn làm gì? Trời đất ơi. Tấm ơi, Phù Thủy nó còn chạy dạ, con dạ, ơi. Trời ơi. Có vậy mà cũng chạy nữa. Trời ơi, hù hay quá. Ê mày, đi giết con Mạch Tuyết chết. Đi mày. Làn môi tuy tan nát, hương cho ta thường hé nhưng nụ cười xinh. Bạn và tôi vui tươi hôn nhìn bên bộ. Xin chào các em. Các em có nghĩ là ai không? Là ai? Đúng rồi đó, chị á là Bạch Tuyết đó. Bạn có phải là Bạch Tuyết không? Ừ. Hãy mau chạy trốn đi, bà Phù Thủy đang tìm nàng đó. Thiệt hả? Ừ, bảy chú lùn cũng bị bà ấy bắt mất rồi. Mau chạy trốn đi. Thiệt hả? Thôi chạy. Hai nàng đi đâu đây? Nàng là Bạch Tuyết, còn nàng là Cám đúng không? Không, tớ là Tấm. Ồ, chứ hai nàng đi đâu? Đi chạy trốn khỏi bà Phù Thủy á. Bà Phù Thủy? Hả? Hồi nãy ta cũng có gặp bà ta. Bà ta đang trên đường tìm nàng Bạch Tuyết đó. Chạy. Qua bên kia rồi. Ôi, hàng kia rồi. Hàm. Giọng bẻ kìa, chạy đi, lẹ đi. Hàm. Sợ. Bẻ kìa, không phải. Ai đẹp trai vậy? Không phải là sợ. I'm bringing, let's go. Trời ơi, nàng Bạch Tuyết của ta ơi, nàng đi đâu vậy? Nàng có biết ta tìm kiếm nàng mệt mỏi lắm không? Chị là ai? Trời ơi, ta là hoàng tử của nàng mà, nàng thật hư quá đi à. Đi rong chơi mà không báo cho ta biết, làm ta tìm kiếm mệt mỏi. Thôi, hãy đi với ta và nàng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Đi nào. Không phải, chàng không phải là hoàng tử của ta. Nàng nói cái gì vậy? Không phải, hoàng tử của ta cao hơn, đẹp trai hơn, đẹp mắt kiến nữa. Ta là hoàng tử của nàng mà. Không. Nàng lú lẫn rồi. Không, chị thôi, sợ đi. Không. Đi. Không.
Thôi, đừng bỏ ta đi. Cách xa 10 mét. Chỉ với một lời em nói mà trái tim này đã không thở được. Thì hồi em ngày sau anh thôi được. Nàng không đi với tao cũng không sao, nhưng mà nàng hãy nhận tấm đi đâu vậy? Trời ơi, mất lịch sự dễ sợ luôn á. Đang nói chuyện mà quay mặt đâu vậy? Dạ chị. Ô dạ anh. À, lên. Đây là quả quả táo thần kỳ. Nàng hãy ăn đi, rồi nàng sẽ có một sức khỏe phi thường. Hãy ăn đi, rồi hãy sống dài, sống mãi nhé em. Ăn đi, để an ủi tấm lòng của ta. Một tình yêu đơn phương nồng trái. Mình ăn nha. Chị ăn nha đi. Quả táo ngon quá. Chị đói bụng với trời luôn, chị ăn nha. Ăn đi. Ăn đi rồi chết luôn. À. Bạch Tuyết ơi. À đúng rồi, mình nhận ra rồi, bà ta chính là một phù thủy. Vậy trời, ta đẹp trai vậy mà phù thủy xấu quá à, sướng trời. Ủa ta để gì à? Thôi không sao, đã lộ rồi lộ luôn. Gì kiếm bốn người để giết ta gì? 1 2 3 4. Trời đất ơi, trời ơi, người đẹp đẹp rồi làm được gì? Đẹp rồi cưới hoàng tử, đẹp rồi sống hạnh phúc, có tài kháng gì đâu. Trong khi ta vừa đẹp lại vừa có tài năng, ai làm gì được ta? Hả? Hả? Cái người muốn hãm hại ta gì? Được, ta sẽ cho cái người chết để khỏi hãm hại ai. Yeah! Nào, gương thần, bây giờ Bạch Tuyết đã chết thật rồi. Bây giờ ai mới là người đẹp nhất hả gương thần? Bạch Lọ Lem, nàng công chúa ngủ trong rừng. Gì? Nàng tắm. Gì Lọ Lem, nàng công chúa ngủ trong rừng, nàng tắm. Ê, nói vậy tao xuống hàng thứ tư hả mày? Không. Trời đất ơi, nói chuyện cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ. Nói vậy tao buồn sao mày? Được, ta đã tốn công như vậy để giết chết con Bạch Tuyết, vậy mà vẫn có người đẹp hơn ta. Vẫn có người Lọ Lem nè, công chúa ngủ trong rừng, rồi nàng tắm. Tại sao vậy chứ? Được, ta sẽ giết hết. Ta sẽ giết hết. Em quay trở về và mình mãi yêu. Nếu có quay lại từ đầu, sẽ yêu em hơn lúc xưa. Xin cảm ơn các bạn đã cho chúng ta một vở kịch rất là